Xin chào bạn, tôi Tú Phan đã nhận các bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì video này chúng ta sẽ tới cái phần mà cái công cụ này nè bạn. Công cụ này có tên là Edit Button, phim tắt là cái chữ Z á. Chúng ta thường hay sử dụng công cụ này nhiều lắm, nên bạn phải thuộc lòng cho tôi ha. Công cụ này dùng để chỉnh sửa cái button chúng ta. Cái button là cái mảnh vải chúng ta bạn. Rồi, thì đầu tiên tôi chuyển qua cái giao diện môi trường 2D đi cho nó rộng. Rồi sau đó tôi sẽ tạo ra một cái miếng vải ha. Đây, tạo ra một cái pattern. Pattern là một cái miếng vải bạn. Rồi giả sử như tôi sẽ vẽ như thế này đi. Thì video trước chúng ta đã học được cái công cụ dùng để chọn rồi. Công cụ này nè, hai cái này nó rất là quan trọng. Một cái chữ A, cái chữ Z. Thì bạn phải thuộc lòng cho tôi hai cái phím tắt này. Chữ A là cái công cụ đầu tiên chúng ta đã học rồi ha, dùng để chỉnh sửa tổng thể như là di chuyển, chọn, di chuyển nè, rồi thay đổi cạnh gì đó đó, rồi thay đổi cái độ lớn đó, rồi xoay đó. Tôi nhắc sơ lại kiến thức cũ một tí cho bạn nhớ ha. Rồi còn cái công cụ đó là chữ A, công cụ kế bên là cái chữ Z là dùng để edit ha, edit đó, edit pattern là chỉnh sửa cái này, chỉnh sửa không có chỉnh sửa tổng thể nữa mà sẽ chỉnh sửa từng chi tiết như là những cái điểm này và những cái cạnh. Thì trong đây thực ra trong đây nó còn nhiều lắm bạn, bạn lít chuột trái bạn giữ tương tự như Photoshop thôi, nó sẽ hiện ra những cái công cụ con bên trong nữa. Nó tổng cộng có tới 6 công cụ lận, tôi sẽ hướng dẫn các bạn hết 6 công cụ nữa bạn. Thì mỗi công cụ tôi làm một cái video đi, tách riêng cho các bạn dễ hiểu và nó đơn giản cho bạn đừng có chán nữa, làm một video dài quá các bạn chán lắm. Rồi, đầu tiên cái công cụ đầu tiên là chữ Z này, bạn phải thuộc lòng cho tôi phím tắt nha, là Edit Button nè. Rồi, thì chúng ta muốn chọn cạnh thì lít vô cạnh đây, chọn điểm thì lít vô điểm đây, rất là đơn giản. Trường hợp chúng ta muốn chọn hết tất cả những điểm này sao, thì bạn có thể là lít vô đây bằng quét như thế này. Lít giữ trái combo bằng quét ha, quét thì sẽ quét hết toàn bộ luôn, cạnh và điểm luôn. Còn muốn chọn điểm không thì bạn nhấp đôi chuột hai cái, double click chuột các bạn, vô cái điểm thì nó sẽ động nó sẽ chọn thôi. Đó. Ví dụ như tôi vẽ nên một cái hình khác đi, tôi vẽ thêm một cái hình miếng vải dạng hình polygon ha, một cái hình bất kỳ. Rồi, thấy chưa? Một cái hình bất kỳ. Thì tôi cũng chọn thử nè. Rồi tôi sẽ click công cụ chữ Z đây. Tôi sẽ chọn nè. Thấy chưa? Bạn nhấp đôi chuột trái vô cái cạnh viền á, lên một nhấp đôi chuột trái vô cái điểm cũng được, hoặc là nhấp đôi chuột trái vô cái cạnh cũng được, thì nó sẽ chọn cho bạn hết cái đối tượng đó. Hoặc là bạn quét chọn gì cũng được, có nhiều cách lắm. Rồi, còn không thì bạn double click vô cái chỗ trống này bạn, thì nó sẽ tạo ra một cái đường này để chúng ta vẽ, tương tự như cái công cụ chọn mà lasso bên Photoshop gì đó, bạn nhớ không? Bạn nào có học Photoshop á, thì bạn tạo tự vẽ được một cái đường vòng chọn như này, thấy chưa? Trong một số trường hợp mà những cái đường chúng ta khó, nó nhiều đối tượng mà nó nằm chồng lên đó bạn, nhiều đối tượng mà nó nằm chồng lên như này, đó, thì chúng ta không thể nào mà quét chọn đối tượng này mà bỏ những đối tượng kia được, thì chúng ta phải sử dụng cái tính năng là double click chuột lên cái vùng trống này, thì nó sẽ ra được cái đường này để chúng ta có thể là vẽ ra cái đường lasso này để chúng ta chọn những cái đối tượng đó chúng ta mong muốn. Thấy chưa, ta chọn được hai đối tượng này rồi. Tôi đang hướng dẫn các bạn có nhiều cái cách chọn ha. Một là thường thì chúng ta có thể là quét chọn như vậy là cái cách thông dụng nhất, quét chọn như vậy là thông dụng và nhanh nhất. Rồi các bạn hãy giữ phím shift ha, giữ phím shift để bạn chọn cái đối tượng còn lại. Giữ phím shift là chúng ta sẽ cộng thêm đối tượng, rất là đơn giản thôi. Còn muốn chọn riêng đối tượng đó thì bạn lấy là nhấp đôi vô cái cạnh này để chọn riêng đối tượng đó. Ok ha, đó là những cái cách ta chọn. Sau khi chọn được rồi thì bạn hãy chỉnh sửa đơn giản thôi. Ví dụ như bạn kéo di chuyển, ví dụ như tôi chọn cái này đúng không? Ví dụ như tôi chọn cạnh đi. Rồi, tôi chọn cạnh này ha. Thì tôi sau khi chọn xong thì tôi có thể là lít vô cạnh và tôi rê. Tôi chọn những cái đối tượng này dư thừa tôi xóa đi. Rồi. Quay lại công cụ chúng ta là chữ Z này, phím tắt là chữ Z. Thì khi bạn lít vô mỗi cạnh một cái điểm nào đó thì bạn có thể là chỉnh sửa được nè. Đó, lít vô rê để chỉnh sửa điểm. Rồi, lít vô cạnh nè, rê để chỉnh sửa cạnh. Đó, lít vô cạnh để rê chỉnh sửa cạnh, đơn giản thôi ha, rất là trực quan. Còn giống như những cái video trước đó, các bạn muốn mà chỉnh sửa đúng cái con số chính xác tuyệt đối đó, thì bạn lít chuột phải thôi. Các video trước tôi nói rồi, dường như bạn muốn thay đổi cái này là cái kích thước nè, cái di chuyển bao nhiêu đó, thì khi bạn rê xuống cái hướng nè, bạn lít chuột phải thì nó hiện ra cái bảng tham số để bạn chỉnh được cái khoảng cách mà bạn chuẩn bị thay đổi nè. Nhưng tôi muốn cái này nó nhỏ khoảng 150 đi. Thấy chưa? Thì cái khoảng cách nó vừa thay đổi cho chúng ta là cái khoảng cách từ cái địa này là 150 nè. Nó nhỏ lại là cái độ dài dạ, nhỏ là 150 nữa. Rất là dễ đúng không? Rồi hoặc là ví dụ như tôi muốn chọn điểm là tới điểm thì tôi muốn di chuyển ra ngoài đây. Với cái khoảng cách là bao nhiêu thì khi tôi di chuyển này tôi không có buông chuột trái ra liền mà tôi lít chuột phải luôn. Thì nó sẽ hiện ra cái bảng tham số cho chúng ta xác định được cái khoảng cách này là bao nhiêu. Còn không thì bạn xác định cái tọa độ theo chuột bit nhiêu. Hay
Đây là cái khoảng cách nó đi ra xa cái điểm gốc đầu tiên là bao nhiêu là nó từ cái điểm vàng này tới điểm vàng này. Ok ha, rất là linh động luôn. Chúng ta làm trực quan cũng được, hoặc chúng ta làm những con số chính xác tuyệt đối. Thường thì trong mai mặt á, trong thì chúng ta phải làm chính xác tuyệt đối mà. Sai cái là cái người mẫu bạn không vừa là chúng ta phải mua khúc vải khác liền. Rồi, còn một cái những thao tác cơ bản nữa là ví dụ như chúng ta chọn cái cạnh này đi. Chúng ta chữ phím shift thì nó sẽ như ta hướng dẫn các bạn rồi, chữ phím shift lúc nào là chúng phải chỉnh sửa được cái đường thẳng. Tổng cộng nó có 8 đường ha. Nó bạn di chuyển lên trên 8 đường này. Thật ra có 4 đường thôi nhưng mà nó kéo dài. Đó. Nói chung là bằng chữ phím shift thì sẽ chỉnh sửa được theo đường thẳng. Rồi, còn nếu bạn giữ control thì sao bạn? Control thì nó sẽ đi luôn theo cái phương của cái này. Theo cái phương á. Bạn nhìn kỹ bạn thấy không? Đây tôi control Z cho bạn xem lại. Thì nó phân biệt cho rõ phím shift control các bạn. Ví dụ tôi đang chọn cảnh nè, giữ phím shift thì nó sẽ đi chuyển theo đường thẳng vậy thôi. Đó, còn nếu bạn giữ phím control thì nó sẽ đi chuyển theo cùng phương. Bạn thấy không? Tôi chỉ có thể đi quẩn qua trái phải thôi, nhưng mà trên cái đường thẳng đó, không thể nào mình đi ra khỏi cái đường thẳng được. Nghĩa là ta gọi là cùng phương các bạn. Cùng phương nghĩa là đi theo hai hướng, một là hướng qua phải nè, hai là hướng qua bên trái nè, nhưng mà lúc nào nó cũng đi trên cái phương trên cái theo cái phương mà của cái file gốc chúng ta, của cái bản gốc chúng ta. Đó, bạn nhìn kỹ ha, là tôi đang giữ phím control á. Đây là những thao tác rất là cơ bản, nhưng mà nhiều khi các bạn xem trên các video clip trên mạng, trên YouTube rồi đó, thì ít ai hướng dẫn kỹ mấy vụ này lắm. Rồi ok, đó là những cái thao tác cơ bản ha. Rồi chọn rồi nè, chỉnh sửa rồi, rồi giữ phím shift, phím control rồi, nhập tham số rồi. Nhập tham số thì như tôi nói rồi, mà khi bạn di chuyển theo hướng nào đó, bạn lít chuột phải thì nó sẽ ra cái tham số chúng ta nhập chính xác tuyệt đối. Rồi trong đây tôi hướng dẫn các bạn thêm cái gì ở đây. Cái việc mà mở rộng nói đường đi, ví dụ ha, trong đây ví dụ như bạn sẽ vẽ cho tôi một cái đường nội tiếp bên trong ha. Rồi bạn vẽ tôi một cái đường bất kỳ thôi. Rồi để kết thúc đường thì bạn double click vô ha, double click. Nhưng mà nhấp đôi chuột trái thì tự động nó sẽ kết thúc cái lệnh vẽ này, lệnh vẽ đường nội tiếp. Lưu ý ha. Rồi giờ khi đó bạn dùng cái công cụ Z nè, bạn chọn cái đường này, bạn click chuột phải vô đây, thì trong đây nó sẽ có những cái tùy chọn như là extend trim nè bạn. Cái công cụ này như là bên tương tự như bên Illustrator hay Corel nó cũng có, hay là bên AutoCAD cũng có cái công cụ dùng để đẩy cái đường ra nè, mở rộng cái đường ra. Tôi làm thử cho bạn xem ha. Đây, nhớ ha, extend ha, extend nè, nghĩa là mở rộng cái đường ra tới cái đường viền, ra tới cái viền của cái mẫu vải này. Thấy chưa, đường chúng ta nó đã hồi nãy nó ngắn khúc ở giữa thôi nè, hồi nãy nó chỉ là cái khúc ở giữa này thôi nè bạn, nó mới mở rộng ra đụng tới cạnh viền của cái miếng vải này luôn. Đó là cái chức năng của cái lệnh này. Dễ hả bạn? Tôi cần Ctrl Z quay lại nè, bạn nhìn kỹ nè. Bây giờ cái đường nó chỉ là ngắn nhỏ ở trong bên trong thôi. Rồi ta chọn đường này, lít chuột phải đây, extend này. Thì chọn bên dưới thì cũng tương tự như thôi, nhưng mà nó sẽ cộng thêm cái điểm thôi, cũng không có gì thay đổi nhiều đâu. Rồi chúng ta sẽ thêm một cái phần hay nữa là nó sẽ cắt cái đường của ta nè. Tôi làm thử cho bạn xem nè. Tôi lấy ví dụ giả sử như tôi vẽ những cái đường nội tiếp bên trong lại đi. Tôi sẽ vẽ thành một cái đường kính luôn. Hồi nãy là chúng ta đã có là cái đường hở đúng không? Rồi tôi vẽ một cái đường kính là hình tam giác bên trong. Nhấp đôi chuột trái để kết thúc lệnh này. Hoặc là bạn nhấn cái phím Escape cũng được, làm ta thoát cái lệnh. Phím ESC các bạn để thoát cái lệnh. Rồi ta sẽ thực hiện khi chọn ha. Đó. Bạn muốn chọn hết cái này tôi vừa hướng dẫn rồi, bạn phải nhấp đôi chuột trái, nhấp vô cái cạnh hay là cái điểm cũng được, thì nó sẽ chọn hết cho chúng ta nguyên cái này, hoặc là bạn quét chọn cũng được. Rồi sau khi bạn chọn hết được những cái cạnh này tạo thành một cái tam giác kính như thế này, thì bạn lướt chuột trái vô đây. Thì đây nó sẽ có tùy chọn là Cut and Shell. Cut ở trên đó là nó sẽ cắt luôn. Giống như là các bạn, cái thao tác này các bạn mà làm thợ may rất là hay sử dụng các bạn. Nghĩa là bạn sẽ cắt lõm bên trong, giống như chúng ta cắt giấy vậy đó bạn. Cầm cái kéo bạn cắt cái hình tam giác bên trong vậy thôi, sau đó bạn bỏ đi. Còn tùy chọn bên dưới là sau khi cắt rồi bạn sẽ may lại. Cut and Shell á, nghĩa là chúng ta sẽ may lại bạn. Mai lại cái vết cắt đó gì thôi. Tao làm thử với bạn nè. Đầu tiên là tao cắt thử ha. Cắt nè. Rồi. Hình như những cái nét này nó chưa giao nhau bạn. Tao lấy hình như tao vẽ nó chưa có giao nhau được. Giao nhau. Ví dụ như tao xóa thôi. Tao vẽ lại cái đường mới cho nó giao nhau. Hay lưới những cái điểm này tao phải giao nhau. Rồi. Ok ha. Đích chuột phải dưới đây. Chọn thì chọn là cut. Ê. Tao chọn lúc nào không có. Tao phải sử dụng cái chữ Z đây. Chọn vô đây.
Rồi chứ cut đây. Ok, nó cắt rồi các bạn. Các bạn muốn biết thực sự nó cắt chưa thì bạn qua cái chế độ môi trường vừa 3D vừa 2D cho bạn xem nè. Tôi sẽ xoay góc này. Rồi tôi chọn thử, tôi chọn cái chữ A, tôi chọn thử cái mảnh vải bên trong nè. Tôi lôi ra ngoài cho bạn xem. Thấy chưa? Nó là một cái miếng vải ta cắt rời luôn các bạn, lưới cắt rời luôn ha. Đó. Rồi. Còn cái trường hợp thứ hai tương tự vậy nhưng mà chúng ta sẽ cắt nằm có cái đường mai thì qua cái tới cái nhóm video sau đi, tôi sẽ hướng dẫn các bạn chuyên về cái việc mai. Còn các video đầu tôi hướng dẫn các bạn trước những cái việc mà chúng ta vẽ rồi cắt như thế nào, chỉnh sửa những cái đường, cái điểm, những cái đường chúng ta. Còn qua cái nhóm danh sách phát tiếp theo thì tôi mới bắt đầu hướng dẫn các bạn cái phần mai. Thì bạn nếu bạn nào mà tinh mắt nhìn kỹ thì bạn sẽ biết là cái ở trên đây nó chia làm hai phần bạn. Ở trên đây là cái nhóm những công cụ dùng để phụ trợ chúng ta nè, đo rồi cắt đồ đó. Rồi còn những cái nhóm bên dưới gọi là nhóm công cụ dùng để mai. Đó, bạn nào mà tinh mắt thì thấy cái phần mềm nó cố tình nó phân làm hai cái ha. Bên 3D thì nó hơi khác tí, không nói ha. Tôi sẽ lo bên 2D trước đi, bên đây là 2D trước nè. Bên 3D thì khi nào mà tôi thực hiện cái việc mà mai cái quần áo thì tôi sẽ nói về. Tại vì bên 3D thực ra nó dễ lắm bạn, nó tương tự như bên 2D thôi. Nó tương tự thôi. Rồi, giả sử giờ tôi sẽ làm lại tương tự thao tác nãy ha, tôi chọn cái này trước, đầu tiên phải chọn trước ha. Lít chữ Z này bạn quét chọn màu vàng nè, sau đó bạn lít chuột phải bạn chọn, tôi thì chọn là cut and show, nghĩa là chúng ta sẽ mai luôn cái đường cắt đó, chúng ta sẽ thực hiện cái việc mai luôn bạn. Rồi, tôi sẽ lít thử cho bạn xem nè, tôi sẽ di chuyển nè, bạn thấy chưa, bạn thấy trên màn hình nó sẽ có cái đường sập sập, đó chính là cái sợi chỉ chúng ta mai đó, nó mô phỏng cái việc mà chúng ta dùng cái sợi chỉ chúng ta mai rồi đó, thấy chưa. Nếu bạn nào mà làm bên cái nhà mai thì các bạn đã biết rồi, còn những bạn nào mình học bên cái phần mà chỉ làm lên cái quần áo cho cái đối tượng nhân vật 3D chúng ta để làm game hay làm phim một hình thôi thì nhìn thấy nó hơi là lạ một tí, nhưng mà tôi nói cho bạn xem cái đó là cái đường mai chúng ta bạn, các đường chỉ chúng ta mai giữa hai cái miếng vải lại nhau thôi. Ok ha, phân biệt cho rõ ha. Sau này mà trong tất cả những cái thao tác các bạn thấy cái chữ show á là cái chữ đó là cái chữ mai á, nó là cái từ vựng tiếng Anh thôi. Rồi vậy là xong đó bạn. Ví dụ như các bạn không muốn sử dụng miếng vải này nữa, sau khi các bạn thực hiện xong cái thao tác là cắt á, cắt này nè, cái chữ này chữ mai nãy tôi vừa nói là cắt nè, thì các bạn có thể là chọn cái miếng vải đó, bạn nhấn chữ delete và xóa nó luôn. Chúng ta cắt rồi chúng ta dục cái thùng rác luôn thì nó sẽ biến mất tiêu, thấy chưa. Ok ha. Rồi xem trong môi trường 3D nó dễ lắm, bởi tôi thích sử dụng các phần mềm 3D nó, bạn nhìn nó rất là trực quan và rất là dễ, thấy chưa. Ta muốn xây như thế nào xây nhìn rất là hay ha. Rồi nhưng mà chúng ta đang học trong môi trường 2D trước cho nó thành thạo đi, rồi chúng ta sẽ qua 3D sau. Rồi video này đây là kết thúc đi. Các video sau thì nó sẽ đơn giản hơn nhiều so với công cụ đầu tiên. Thì các video sau nó sẽ ngắn hơn, nó dễ hơn các công cụ này nè. Các công cụ chỉnh sửa. Rồi tôi là Tú Phan đã dẫn các bạn trên trang web là fankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.